Ngọc Thơ, Thời báo chấm đề, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thầy giáo Dương Tuấn Ngọc bị bắt theo điều 117. Theo thông tin mới nhất từ AFA ngày 24 tháng 7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với ông Dương Tuấn Ngọc, sinh năm 1985. Hình ảnh AFA đưa tin. Ông Dương Tuấn Ngọc được biết đến như một thầy giáo thực dưỡng, ông bị buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. AFA trích dẫn lời bà Bùi Thanh Diễm, vợ ông Dương Tuấn Ngọc nói rằng, trước đó vào ngày 10 tháng 7, Công an xã Nam Hà mời hai vợ chồng đến làm việc theo tố cáo nặc danh về buôn bán các sản phẩm liên quan ma túy. Sáng ngày 11 tháng 7, Công an cáo buộc ông Dương Tuấn Ngọc chia sẻ một số thông tin không đúng trên mạng xã hội. Đến ngày 16 tháng 7, bà Bùi Thanh Diễm nhận được văn bản của Công an tỉnh Lâm Đồng về biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp do Trung tá Nguyễn Thái Thành ký ngày 15 tháng 7. AFA trích dẫn thông báo này cho biết, thầy giáo Dương Tuấn Ngọc bị tạm giữ tại trại tạm giam của Công an tỉnh vì lý do có hành vi đăng tải, chia sẻ các bài viết và video trên ứng dụng mạng xã hội Facebook và Youtube có nội dung đã kích công cụ xây dựng chủ nghĩa xã hội xuyên tạc lịch sử phủ nhận thành tựu cách mạng sai sự thật bóp méo tình hình thực tế xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa đã kích đường lối chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội nói xấu xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh hoặc bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân, phạm vào điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Bà Diễm nói với AFA rằng phía công an không nói cụ thể và bà cũng không biết bài viết hay video nào có nội dung như phía công an cáo buộc trong dòng trạng thái cuối cùng được đăng trên Facebook cá nhân của ông Dương Tuấn Ngọc vào ngày 10 tháng 7, ông ca ngợi cuộc sống ở quê gần gũi với thiên nhiên. Theo AFA, trang Facebook với hơn 45.000 người theo dõi của ông Ngọc có dòng giới thiệu Tôi có quyền công dân, bạn có quyền công dân, công dân mới là chủ thật sự của đất nước. Hình ảnh Facebook của thầy giáo Dương Tuấn Ngọc. Còn trang Youtube có tên Giáo dục tự do của ông Ngọc được lập từ tháng 7 năm 2019 và có hơn 34.000 người theo dõi hàng trăm video về sức khỏe, y học, cuộc sống ở quê. Luật sư Lê Quốc Quân, cựu tù nhân Lương Tâm, chia sẻ về ông Dương Tuấn Ngọc rằng Cá nhân tôi thì theo dõi Facebook và Youtube của thầy Dương Tuấn Ngọc cũng khá lâu. Tôi rất ấn tượng và có cảm tình với thầy Dương Tuấn Ngọc bởi vì tôi cho rằng cái trình bày của thầy về vấn đề của xã hội là thú vị, hài hước và hớm hỉnh. Nó rất là chân thực. Tự chung lại tôi thấy thầy Dương Tuấn Ngọc là một con người có tài và những điều thầy phân tích là đúng sự thật và có tính hài hước. Thầy đáng được hoan nghênh hơn là bị bắt giữ. Bà Ngọc cho biết trước kia hai vợ chồng sống ở thành phố Hồ Chí Minh và mới chuyển về sinh sống ở Lâm Hà từ tháng 3 năm 2022. Hai vợ chồng bà cùng tốt nghiệp cao học kinh tế của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ông tham gia giảng dạy trên mạng cho thí sinh vào đại học và cao học sản xuất hơn 684 video và hàng ngàn bài viết về y học, sức khỏe, giáo dục, kinh tế và nhiều vấn đề của xã hội Việt Nam đương đại. Hai vợ chồng cùng bán nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và chữa bệnh. Từ khi chuyển về Lâm Hà sinh sống, họ chuyên tâm vào việc làm vườn và sản xuất hàng hóa hữu cơ để sử dụng hoặc bán lại cho những người quen qua mạng xã hội. Theo thống kê của AFA, từ đầu năm tới nay có ít nhất 6 người bị kết án theo điều 117 với án tù từ 5 năm 6 tháng đến 8 năm tù giam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin, thầy giáo Dương Tuấn Ngọc bị bắt theo điều 117, Chùa Ba Vàng mạnh mẽ lên tiếng vụ báo cáo tiền công đức. Ngày 24 tháng 7 báo Người Việt có bài Chùa Ba Vàng phản đối Bộ Tài chính vụ báo cáo tiền công đức. Theo đó, nhà sư Thích Trúc Thái Minh yêu cầu Bộ Tài chính kịp thời giải thích sự việc trước công luận, đồng thời đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông xem xét việc đưa tin sai sự thật của báo chí, hình ảnh bài trên báo Người Việt. Báo Người Việt cho biết chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Việt Nam bêu tên trên các báo vì không báo cáo thu chi, tiền công đức, Chùa Ba Vàng của nhà sư Thích Trúc Thái Minh đã phát đi thông cáo phản đối vụ này. Theo báo Người Việt, Tiền công đức được hiểu là doanh thu màu mỡ từ bá tánh của các đền chùa tại Việt Nam, nhất là vào các dịp lễ Tết với lượng người viếng chùa lên đến hàng vạn. Để tăng thu, nhiều đền chùa ở Việt Nam nhận tiền công đức tại hòm và đồng thời qua mã QR. Tờ Tuổi Trẻ cùng một số báo khác dẫn nguồn từ Bộ Tài chính cho rằng chùa Ba Vàng không báo cáo tiền công đức và rằng chùa Ba Vàng được đánh giá có số thu công đức tốt. Đánh giá này ám chỉ chùa Ba Vàng có doanh thu từ tiền công đức khá hơn nhiều so với các chùa khác ở Việt Nam, báo Người Việt cho hay. Bên cạnh đó, báo Người Việt dẫn trang tin Phật sự online của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm 23 tháng 7 thông cáo của chùa Ba Vàng viết: "Việc báo chí đưa tin chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là hoàn toàn sai sự thật, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của chùa Ba Vàng" nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Việc thông tin như trên gây hiểu nhầm Chùa Ba Vàng có hành vi cố ý chống đối pháp luật của nhà nước, thông cáo nhấn mạnh. Báo người Việt cũng dẫn lời nhà sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng khẳng định không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nộp báo cáo thu chi tiền công đức. Do vậy, theo báo người Việt, Chùa Ba Vàng yêu cầu Bộ Tài chính kịp thời giải thích sự việc trước công luận đồng thời đề nghị bộ thông tin truyền thông xem xét việc đưa tin sai sự thật của báo chí lời yêu cầu và đề nghị của chùa ba vàng đối với hai bộ thuộc chính phủ khá mạnh mẽ khác hẳn với sự nhún nhường hạ mình trước cơ quan công quyền thường thấy ở việt nam có vẻ như chùa ba vàng không ngán các cơ quan quyền lực sẵn sàng đấu tay đôi với họ điều này dễ dẫn tới những suy diễn như phải chăng chùa ba vàng và sư thích trúc thái minh có một thế lực chống lưng nào đó. Hình ảnh một cảnh cúng dường ở chùa Ba Vàng với những Phật tử cao tuổi quỳ lạy sư Thích Trúc Thái Minh. Báo Người Việt tiếp tục cho biết, liên quan vụ này, hồi tháng 3, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam vừa chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên phạm vi toàn quốc. Báo Người Việt dẫn báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc ra soát tiền công đức được thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh, nơi ông Chính từng làm bí thư tỉnh ủy thời kỳ 2011-2015. Sau đó, Bộ Tài chính đã áp đặt việc thi hành một thông tư hướng dẫn quản lý thu chi tiền công đức. Theo đó, các tổ chức, đền, chùa buộc phải mở tài khoản, tiền gửi tại kho bạc nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại để tiếp nhận tiền công đức và yêu cầu bá tánh chuyển khoản đó là chưa kể mỗi khi kết thúc năm tài chính các đền chùa đều phải lập báo cáo quyết toán giống như doanh nghiệp báo người việt cho hay điều này lại dẫn tới những thắc mắc vì sao nhà nước lại can thiệp vào hoạt động công đức của chùa chiền vì sao nhà chùa phải quyết toán giống như doanh nghiệp phải chăng vì chính quyền nhận thấy khoản thu công đức này quá nhiều quá ngon ăn nên muốn nhảy vào tranh phần liệu đây có phải là cách thức để mở đường cho việc hợp thức hóa hoạt động buôn thần bán thánh để bù đắp cho những khoản ngân sách hao hụt vì tham nhũng quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin chùa Ba vàng mạnh mẽ lên tiếng vụ báo cáo tiền công đức quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời Báo, Chấm Đề.